Kính thưa quý vị, tiếp tục câu chuyện về không gian của Hoa Kỳ. Quý vị sẽ muốn biết rằng bốn phi hành gia lần này, cơ quan quản trị và hàng không của Mỹ đưa lên trạm không gian quốc tế là ai? Thưa quý vị, đó là ông thuyền trưởng Hawking, 51 tuổi, và một vị phi hành gia da đen đầu tiên, đó là ông Glover, 44 tuổi. Ông ta là phi công của Air Force. Và một người Nhật tên là Shodi Noguchi. Ông này đã từng lên trạm không gian hai lần rồi. 55 tuổi. Đây là bốn phi hành gia. Chắc quý vị còn nhớ hồi tháng 5, đã có hai phi hành gia đưa lên đầu tiên của công ty SpaceX. Đó là phi hành gia Bob Birkin và ông Doug Hurley. Lần này bốn phi hành gia này sẽ ở trên trạm không gian quốc tế chừng 6 tháng. Và một vài ngày nữa sẽ có các phi hành gia khác ra về. Để quý vị thấy con người ta nó như là một thần sầu quỷ khóc, có đúng không? Vào không gian quốc tế. Thế mà một phi hành đoàn của Mỹ do một con tàu không gian không người lái. Bởi vì các phi hành gia ngồi là chỉ việc ngồi nhìn chơi và đi để chờ giây phút tiếp nối với trạm không gian quốc tế. Và con tàu không gian quốc tế này chở các phi hành gia một cách rắm mắt, mù mịt, đi tìm đường lên không gian, rồi tìm đến cái chỗ trạm không gian quốc tế, rồi tự động ráp vào, rồi đưa các phi hành gia vào trạm không gian quốc tế, rồi đưa hàng hóa, xong rồi lại đem rác ở trạm không gian quốc tế, rồi lại đem các phi hành gia khác trở về. Công việc này lâu nay quý vị biết rằng là nước Mỹ phải nhờ nước Nga trong suốt mấy năm nay. Bởi vì ông Obama lên làm tổng thống năm 2012, khóa thứ nhất là 2008-2012, khóa thứ nhì là 12-16, thì ông ấy lên năm 2012, nhưng mà cuối năm 2011 ông đã ra lệnh dẹp, không cho nước Mỹ phát triển về không gian quốc tế. Xin lỗi quý vị, tất cả các phi thuyền con trai cho về đưa vào phòng triển lãm cho trẻ con coi. Nước Mỹ bắt đầu khựng trở lại. Đến năm 2016, bầu cử 17, Tổng thống Donald Trump đăng quang, ông ta gia tăng cho chương trình NASA. Và cơ quan NASA đã được ngân sách 7 tỷ đô la ký với công ty SpaceX của ông Elon Musk để phụ trách đưa người và đưa hàng hóa lên trạm không gian thay cho nước Nga. Bởi vì nước Nga họ tính cứ mỗi một phi hành gia đưa lên là phải tốn 30 triệu một người. Và bây giờ công ty SpaceX đưa chỉ tốn vào khoảng một vài triệu một người. Cho nên cái chương trình của SpaceX đã tiết kiệm cho nước Mỹ hàng tỷ đô la. Đó là một cái thành công vượt bậc của ông Donald Trump. Vì thế mà cái ông tổng giám đốc về cơ quan quản trị hàng không và không gian vũ trụ của Mỹ là ông Jim Bridenstine, ngày hôm qua ông tuyên bố với báo chí, nếu như Joe Biden chẳng may chó ngáp phải ruồi mà nó thắng cử tổng thống Mỹ thì ông Jim Bridenstine sẽ từ chức. Ông bảo rằng là Joe Biden đi theo đường lối của Obama, mà Obama là tiêu diệt nước Mỹ. Quân đội thì giảm quân số, tiền ngân sách thì giảm, và những cái chương trình vũ khí thì không phát triển, làm cho quân đội Mỹ thua quân đội Tàu. Và không gian thì Obama dẹp, trong khi Donald Trump lên không những phát triển về vấn đề tàu không gian vũ trụ mà còn phát triển cả lên đến hỏa tinh, rồi đang đi đến thiên vương tinh Jupiter. Và bây giờ nếu như nhận tin mà Joe Biden làm tổng thống thì các khoa học gia sẽ nghỉ hết, là vì họ biết chương trình Joe Biden sẽ là theo Obama
và tiêu diệt nước Mỹ để cho nó thua nước Tàu, đúng theo những cái công tác mà Tàu đã giao phó cho Obama và cho Joe Biden. Cho nên đấy là một trong những cái sự kiện rất hay. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa về vấn đề vaccine. Ngày hôm qua, cơ quan vaccine của Hoa Kỳ đã tuyên bố có thể 4 triệu viên thuốc vaccine của Pfizer cộng với lại công ty ở bên Đức sẽ có thể chữa cho nhân viên và dân chúng Hoa Kỳ đầu tháng riêng này, trong vòng vài tuần nữa. Trong khi đó thì công ty Moderna đã từng hưởng được hàng tỷ đô la của chính phủ, cũng đã bào chế ra loại thuốc vaccine điều trị rất hữu hiệu đến 95%. Cho đến giờ này, có cái loại vaccine này nó chỉ có một vài phản ứng phụ nhẹ như là nhức đầu, sổ mũi vân vân. Còn ngoài ra 45.000 người đã được thí nghiệm trong vòng 6 tháng qua, kết quả tuyệt vời. Thế thì quý vị thấy rõ ràng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố là thuốc đã có trước ngày bầu cử. Nhưng mà đảng Dân Chủ nó muốn diệt Donald Trump, cho nên nó bảo không có, cũng phải đến sang năm 2021. Quả nhiên bây giờ bỏ phiếu xong thì nó tuyên bố trong vòng tuần 2 tuần nữa sẽ có 20 triệu viên thuốc vaccine đưa cho dân chúng không tốn tiền. Và công ty Moderna làm ra các loại thuốc Remdesivir cũng sẽ có hàng triệu viên đầu tiên đã hợp đồng với chính phủ, và sau đó thì họ sẽ chế bào chế ra đến hàng trăm triệu viên. Nói tóm lại, đời sống của dân chúng Hoa Kỳ đúng với sự lãnh đạo của Donald Trump đã được thành công vượt bậc về mọi phương diện. Nhưng mà đảng Dân Chủ muốn dèm để cho Donald Trump không được nhiều phiếu, do đó họ đã cấm loại vaccine không được tuyên bố sau ngày bầu cử. Trong khi quý vị thấy không ngờ là dân Mỹ giờ này người ta mến mộ và người ta theo Donald Trump nhiều quá. Chỉ có một số khán giả gọi riêng đại giáo sư à, tại sao dân chúng Mỹ đến giờ này mà người ta không chịu theo Joe Biden để làm tổng thống mà lại cứ đi theo lẻo đẻo với ông Donald Trump? Thì tôi đã thưa với quý vị nhiều lần, dân chúng Hoa Kỳ nó có học câu số 1. Dân chúng Hoa Kỳ nó là da trắng, nó phải biết bảo vệ quê hương cha mẹ, ông bà nó đã đổ máu ra mới được cái đất nước Mỹ như bây giờ. Không có cái lý nào mà dành nước Mỹ này cho cái bọn da vàng mũi tẹt. Nó thấy rõ ràng là đảng Dân Chủ đã cấu kết với Tàu Cộng, với Tập Cận Bình. Bây giờ loại ra cái loại máy Dominion là do một vài công ty ở bên Tàu làm ra, và trong đó có cổ phần của Dianne Feinstein, của Nancy Pelosi, của George Soros, của Clinton, của Obama. Vì vậy cho nên họ mới có một cái phong trào yêu cầu Tổng thống Mỹ bắt nhốt mấy cái tên phản quốc này thì đất nước sẽ an bình. Rồi thêm vào đó, quý vị có biết rằng là ai là người đã báo cáo cho Tổng thống Trump về cái máy Dominion nó không nằm ở bên Tàu mà nó nằm ở bên Đức? Đó là một anh chàng da trắng, Edward Snowden, người là làm về tình báo, các loại về hacker nổi tiếng của Mỹ ở bên Hawaii, sau đó bị lộ qua bên Hồng Kông, rồi bay thẳng về Mạc Tư Khoa, và giờ này đã ở Mạc Tư Khoa mấy năm nay rồi. Và sở dĩ Edward Snowden bây giờ lại tốt với ông Donald Trump là vì Edward Snowden đi theo đường lối của ông Christopher Miller, tân quyền Bộ trưởng Quốc phòng của Donald Trump. Sau khi Donald Trump đã diệt Mark Esper, là một tên đã có ngấm ngầm đưa quân đội để đảo tránh lật đổ Donald Trump. Có nhiều nguồn tin tình báo cho biết là cái tên Mark Esper này nó dự định bắt Tổng thống Donald Trump trước ngày 20 tháng Giêng.
dù thắng cử hay không, nó vẫn bắt. Và nhờ Christopher Miller là một tên giám đốc của cơ quan phản gián về vấn đề chống khủng bố của Hoa Kỳ, đã báo cáo kịp thời với Tổng thống Donald Trump. Do đó, Tổng thống đã thoát nạn và Mark Esper đã bị sa thải ngay lập tức. Và kế hoạch lật đổ Tổng thống của Đảng Dân Chủ với bàn tay của Tàu Cộng đã thất bại. Cho nên đây là một cái phước đức của dân chúng Hoa Kỳ, và đây là một cái ơn thiêng liêng của bề trên đã an bài. Nếu không có Christopher Miller, nếu không có Edward Snowden, đến giờ này người ta vẫn tưởng là máy Dominion nằm ở bên tàu. Vì thế mà cách đây 48 giờ, Bộ Quốc phòng, tân quyền tổng trưởng đã ra lệnh cho quân đội đặc nhiệm bắt phong tỏa những tên lính, những tên sĩ quan, những tên đầu nậu dính dáng vào máy Dominion ở bên Frankfurt. Và sự kiện này lại càng cảm thấy cho thế giới biết rằng Angela Merkel là một người đàn bà cộng sản bao giờ cũng là cộng sản. Đúng như Đặng Tiểu Bình đã nói, mèo trắng hay mèo đen mà bắt chuột là tốt. Hóa ra cái mụ Angela Merkel này vẫn là một tên cộng sản thuần thục, vì nó đã sinh ra và lớn lên ở bên Đông Berlin. Cho nên nó vẫn thù tư bản chủ nghĩa. Nhưng thiên bất dung gian. Và chúng ta hãnh diện rằng bề trên đã an bài cho đất nước Mỹ một Donald Trump, bây giờ chúng ta thêm một Christopher Miller và một tên Edward Snowden. Xin ơn trên phù hộ chúng ta.